An Nhiên xin mến chào tất cả các anh chị em nha. Chủ đề hôm nay của An Nhiên thì cũng là quay quanh chia sẻ về cái cuộc sống của Mỹ, của xã hội Mỹ và những cái bộc bạch mà các bạn cũng đã biết về những nhà đấu tranh dân chủ cựu và những nhà đấu tranh họ họ đội cái lốt là đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam mình đó. Thì thực ra đó chỉ là một cái lý do ích kỷ cá nhân của họ, nhưng mà họ biện bạch và họ viện lý do của cái chung của một tập thể để mà họ che đậy đi một cái riêng của cá nhân của họ thôi. Chứ mà thực ra thì cái cách đấu tranh của họ là họ chỉ tìm một con đường để mà đến cái vùng đất hứa của họ, chứ không phải là họ đấu tranh cho nước Việt Nam mình, cho bà con mình. Tại vì nước Việt của mình không cần cái sự đấu tranh của họ. Nhân dân Việt Nam mình đã cảm thấy rất là hạnh phúc và yên bình sau khi mà đất nước thống nhất. Nhân dân Việt Nam mình cảm thấy cuộc sống của mình tại nơi đất nước Việt Nam là một nơi đất nước hiền hòa, bình yên, hòa bình và sống rất là tình nghĩa, nghĩa tình trọn vẹn và đông đầy. Thì nhân dân Việt Nam mình, nhân tin là đồng bào và nhân dân Việt Nam của mình sẽ không cần những kẻ mà lừa dối, ăn nói dối trá, che đậy những cái hành vi xấu đó mà đi đi đấu tranh. Tại vì nhân dân Việt Nam mình cảm thấy mình sống cho một đất nước tự do hoàn toàn rồi, muốn nói gì thì nói, muốn muốn sống như thế nào thì mình sống, và xung quanh mình vẫn còn được tình làng nghĩa xóm thì mình đâu có cần phải chờ đợi họ đấu tranh cái gì đâu, đúng không? Họ đấu tranh cho chính bản thân họ thì tốt hơn. Nhưng mến chào lại anh trai Ai ơi Việt cũng giống như Tây Nguyên và các anh chị em nhé. Đó thì các anh chị biết rồi, họ chỉ viện một cái lý do là đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam, nhưng mà chính bản thân của họ họ đã có nhân quyền từ lúc họ chào đời, rồi họ lớn lên, họ học trong mấy trường xã hội chủ nghĩa, rồi họ được nói bất kỳ cái điều gì mà họ muốn, vậy mà họ còn không có cảm thấy họ có nhân quyền nữa. Thế thì khi họ qua bên Mỹ, họ đã cảm nhận được là họ có nhân quyền chưa? Và đến ngày hôm nay, những kẻ mà đội lốt là đấu tranh nhân quyền đó, cũng giống như là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, rồi Trần Thị Nghe, Điếu Cày, hay là Lê Văn Sơn, hay là Bạch Hồng Quyến, hay là bà Kim Thành, hay là Nguyễn Văn Đài, thì chúng nó có nhân quyền tại nơi đất khách quê người chưa các anh chị? An Nhiên trả lời dùm cho là chưa. Họ không có nhân quyền, họ không có tự do ngôn luận nơi đất khách quê người. Tại vì sao? Tại vì cả cuộc đời của họ, không phải cả cuộc đời mà cả những năm mà họ dối trá, họ nói là họ đấu tranh á, thì họ nghĩ là họ qua bên Mỹ hoặc là họ đi qua bên Đức hay là họ đi qua các nước khác, họ sẽ được nói lên tiếng nói của họ, họ sẽ được nói bất kỳ họ muốn và họ sẽ được hưởng những cái quyền lợi mà không cần phải lao động, giống như những người bên này nói. Đó, cho nên là khi mà họ đi qua được nước Đức, giống như luật sư Nguyễn Văn Đài đó, bây giờ là một bây ở Việt Nam là một luật sư, nhưng mà đi qua bên nước Đức bây giờ làm gì các anh chị? Là một YouTuber. Đó, mỗi ngày phải bán nước bọt của mình đó để mà kiếm tiền YouTube. Học bao nhiêu năm là luật sư để làm gì vậy Nguyễn Văn Đài? Đúng không? Nguyễn Văn Đài là một luật sư được đào tạo ở Việt Nam dưới mấy trường xã hội chủ nghĩa, 12 năm dưới ngôi trường trung học phổ thông và hơn 5 năm để mà hoàn thành cái chương trình đại học mới có được cái bằng luật sư. Thế mà một cái lòng tham, một cái chút lòng tham và sự lười biếng, và nó đúng ra là hắn ta không có biết tận dụng trí tuệ, hoặc có thể là chất xám của hắn ta không có đầy đủ, cho nên là hắn ta không có hiểu được, không có hiểu biết được là cái gọi là hắn ta không hiểu biết được là hắn ta đang nằm ở vị trí nào.
Hắn ta cứ đi tìm Nguyễn Văn Đài cả bao nhiêu năm ở Việt Nam, nghe theo cái bánh vẽ của những người mà chống phá đất nước Việt Nam mình đó, rồi á đi làm những cái việc tay sai cho họ, đi làm những cái việc xấu xa với đất nước Việt Nam mình. Rồi ngày hôm nay Nguyễn Văn Đài á, tên mà phản động Nguyễn Văn Đài đó, tên vong nô, tên phản bội lại tổ quốc quê hương mình đó, mang cái mác luật sư Nguyễn Văn Đài đó, nó đi qua bên Đức nó làm cái gì quý vị? Nó đi qua bên Đức làm YouTuber chứ đâu phải đi qua bên Đức được làm luật sư ở bên Đức đâu quý vị, đúng không các anh chị em? Đó, cảm thấy có tủi hổ hay không đó, Nguyễn Văn Đài. Tôi không có ngại mà gọi tên của Nguyễn Văn Đài đâu, tại vì á, thành phần sâu bọ của xã hội, thành phần vong nô, thành phần phản bội lại quê hương tổ quốc, phản bội lại giống nòi, một đứa con bất hiếu với cha với mẹ đó, đi qua bên này bây giờ mỗi ngày phải bán rẻ lương tâm của mình để mà hả ăn nói bậy bạ về quê hương, trong khi bản thân của nó ở bên bên nước ngoài á, nó có được nhân quyền hay không, hay là tiếp tục phải làm tay sai cho những kẻ mà chống phá đất nước mình đó. Nếu như mà đi ngược lại với lại cái đường lối của họ thì họ tẩy chay, họ không cho công ăn việc làm ổn định, họ không có cho cái cuộc sống ổn định đó, bản thân của những kẻ đó mới là những kẻ mất đi nhân quyền nên xứ lạ quê người. Còn khi nó ở Việt Nam á, nó được sống, được tự do, được ăn nói, được được sống cái cuộc sống bình an bình yên với gia đình đó, mà nó không có cảm thấy được á, đủ, nó làm những cái việc sai trái với đất nước mình, đi nói chuyện xuyên tạc về đất nước đó, rồi ngày hôm nay đi làm YouTuber uổng công 17, 18 năm đèn sách như thế nào. Cha mẹ nuôi con khôn lớn, mong con trở nên người, mong con học xong luật sư sẽ trở thành một người luật sư trí tuệ, một người luật sư cầm cái cán cân công lý cho bản thân mình. Nhưng cuối cùng ngày hôm nay Nguyễn Văn Đài á, cái thằng mà hả bán rẻ lương tâm, cái thằng mà hả ăn tục nói phét, cái thằng mà nói dối trá, nói xuyên tạc đất nước Việt Nam mình đó, bây giờ cái kết rất là đắng cho nó đi qua bên Mỹ, nó đi qua bên Đức, nó không có thể nào làm được cái chức vụ luật sư như nó mong muốn, nó trở thành một một kẻ cặn bã của xã hội, không biết làm cái gì nên nên đi làm YouTuber bán rẻ lương tâm để mà hả kiếm từng đồng tiền đó, vậy có xứng đáng hay không? 17 năm đèn sách có xứng đáng hay không? Anh Nhiên mến chào huynh đệ, mến chào lại các anh chị em nha. Đó, rồi tới phiên con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, các anh chị thấy đó, năm trước nó đấu tranh, nó đi qua Mỹ năm 2018 đúng không, vào độ cuối năm 2018 nó cùng Trần Thị Nghe đó, là mang cái mác là tù nhân chính trị đó, tụi nó đặt là tù nhân lương tâm. Lương tâm con khỉ gì, tụi nó là tù tù nhân chính trị, tụi nó bán rẻ cái lương tâm của nó để mà hả được đi qua đây với cái mục đích cá nhân của tụi nó thôi chứ không phải là mục đích chung của tập thể đó. Rồi nó đi qua bên này nó làm cái gì, rồi các anh chị em qua bên này chờ đợi giấy tờ, rồi phải đi theo á, cái bọn chống phá bên này làm theo những cái điều của bọn nó, đến khi mà chờ đợi hoài không thấy được cái bánh vẽ tụi nó vẽ, nó ăn cái bánh vẽ nó ngập họng luôn rồi mà vẫn không thấy được cái sự sung túc như mong muốn. Đó, như ở bên này nó nghe tụi kia vẽ là đi qua Mỹ không làm cũng có nhà lầu xe hơi, không cần làm cũng có ăn, không cần làm cũng sống cái cuộc sống yên bình yên tịnh, cũng giàu sang phú quý, nhưng mà khi nó qua bên này á, nó vỡ lẽ ra con cái nó đi học nó phải tự trả tiền đó, con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nó cũng phải tự nó nói đó, con nó đi học nó phải tự trả tiền, các quý vị thấy không, thấy chưa đó. Rồi á nó cũng đâu có được cho tiền sau khi 6 tháng hết rồi đó, 6 tháng đầu qua đây được hưởng vài đồng tiền lẻ của chính phủ cho, gọi là nhân đạo đó, để mà thời gian đầu trang trải, nó nghĩ là cuộc sống nó chắc là được sung sướng rồi đây, bước sang một trang mới, nhưng mà cuối cùng sao, cuối cùng nó cảm thấy nó không được tự do, nó mới thốt lên những cái lời nói nó không thích ông Trump, nó nói là nó không thích, rồi thế là nó bị tẩy chay.
nó bị tẩy chay, nó bị người ta chửi nó trên đầu trên cổ. Trước kia gọi nó bằng mẹ, bây giờ gọi nó là con này con kia, con nấm độc này con nấm độc kia. Đó, đó là cái kết của những kẻ bán rẻ lương tâm, bán rẻ lương tri, để mà họ đi đi ngược lại với lại lợi ích của dân tộc, lợi ích của quốc gia, lợi ích của nước nhà. Đó là cái kết không thể nào đắng hơn được. Đúng không quý vị? Đúng không các anh chị em? Rồi ngày hôm nay Trần Thị Nga cũng đã viết lời bộc bạch gửi đến cho tất cả các anh chị em biết được ở Việt Nam, cùng với lại những nhà đấu tranh cùng chung chí tiếng với lại Trần Thị Nga đó. Gửi những cái lời như thế nào? Gửi những cái lời nói là ở bên này không phải là thiên đường. Đó, không làm cũng có ăn không có đâu. Đó rồi Trần Thị Nga bộc bạch là những người ở cái bánh vẽ ở bên này đã giết chết bao nhiêu người bị ở tù. Đó quý vị thấy chưa? Bị ở tù quan bao nhiêu người bị bởi vì cái bánh vẽ hả, bánh vẽ của những kẻ bên này hại bao nhiêu mảnh đời rồi, vào tù rồi hả, mất hết bao nhiêu cái tương lai của gia đình người ta. Ngày hôm nay Trần Thị Nga đó là nhân vật thứ hai theo gót của con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã phải thốt lên những cái lời ở trên tường của ả ta như thế nào đó, để An Nhiên đọc lại cho các anh chị em coi ha. Bởi vậy á, Nhiên nói rồi, quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người đâu. Đó, mình làm cái gì mình cũng phải nghĩ, cũng phải biết trước là quê hương của mình là ở đâu. Quê hương của mình là ở đất Việt Nam. Đó, nơi mình sinh ra ở đâu? Ở nước Việt. Đó, cha mẹ mình ở đâu? Ở Việt Nam. Đó, mình làm gì, mình đi nơi đâu cũng vậy, mình cũng phải biết được là mình là người Việt Nam, mình phải đem cái niềm tự hào dân tộc đi đến để mà khoe với lại thế giới biết được, tôi dõng dạc nói cho thế giới nghe tôi là người Việt Nam. Đó, quê hương của tôi là người Việt Nam, lá cờ của đất nước tôi là lá cờ đỏ sao vàng chứ không phải là cái dẻ rách ba sọc đỏ, đúng không? Mình phải nói cho mọi người biết được là đất nước Việt Nam mình nó hiền hòa như thế nào, chứ không phải sống mà hả dối trá giống như hắn, giống như những kẻ mà hả chống phá đất nước Việt Nam mình, đúng không các anh chị em? Nó rồi những kẻ này bây giờ á, nó như thế nào, nó phải ghi trong tường một cái câu đó, hả, nó cảm thấy nó bị đối xử như thế nào, và bây giờ á, nó ghi là để An Nhiên đọc cho quý các anh chị em coi nè, để coi. Nó ghi trong này: chiếc bánh vẽ tự do dân chủ và nhân quyền nó cũng như cái bánh vẽ thiên đường xã hội chủ nghĩa của bác Trọng mà thôi, đều là giả tạo lừa bịp. Để Nhiên cho coi cái này, để quý vị coi là An Nhiên đọc của nó nha, chứ không phải là An Nhiên đọc nha, chứ không thôi thành phần xuyên tạc nó lại chụp mũ An Nhiên. Nó ghi nè: chiếc bánh vẽ tự do dân chủ và nhân quyền nó cũng như cái bánh vẽ thiên đường xã hội chủ nghĩa của bác Trọng xứ cộng sản mà thôi, đều là giả tạo lừa bịp, đẩy biết bao nhiêu người dân vào cảnh tù đầy, gia đình ly tán. Đó, các anh chị em thấy chưa? Các anh chị em có thấy là nó ghi những cái lời như bộc bạch như vậy chưa? Có nghĩa là ả ta đã nhận ra là ả ta ăn cái bánh vẽ này á quá lâu, và ả ta chờ đợi nó như thế nào. Đó, Trần Thị Nga đã ghi những cái lời bộc bạch như vậy đó các anh chị em. Và còn nữa thì để An Nhiên coi thử là Trần Thị Nga còn ghi cái gì nữa đây, để coi như coi trên tường của bạn nào nè. Nhưng nhớ đây còn nữa, để nhưng cho các anh chị em coi là bộc bạch của Trần Thị Nga. Rồi, nghe ghi nhiều lắm, nghe đã sợ hãi, nghe đã sợ hãi, bởi vì nghe chờ đợi mãi mà nghe vẫn không còn
không còn đủ sức để chờ đợi cái ngày mà nghe được sống được chính phủ thiên đường của nghe mơ ước cho nghe nhà lầu xe hơi, đúng không? Cho nên là nghe nghe cảm thấy là nghe đã bị lừa dối, nghe ăn cái bánh vẽ đó, đúng không? À, cái này là bụng làm dạ chịu thôi nghe ơi, chứ nghe ghi cái gì ở trên này làm cái gì nghe. Vào ngày 18 tháng 11 nghe ghi một cái dòng bộc bạch rất là dài quý vị. À, những nhà đấu tranh dân chủ cội, họ họ qua đây họ được ăn cái bánh vẽ lớn quá, cho nên bây giờ họ họ ngán ngẩm và họ phải tự thốt lên những cái lời nói đó, họ tự thốt lên những cái lời bộc bạch. Nếu giá như ngày xưa họ chưa có chọn con đường đi Mỹ đi mà họ thấy được cái điều đó thì họ cứu được bao nhiêu mảnh đời rồi quý vị. Nhưng mà bản thân của họ, họ vẫn không cứu được chính bản thân của họ nữa. Và ngày hôm nay nghe qua bên này, nghe không có được hưởng những cái phúc lợi mà các anh chị em, cô chú xúi dục nghe đó, nói nghe là qua bên này sẽ được hưởng bổng lộc. Nhưng mà cuối cùng nghe không chờ mãi mà nghe vẫn không thấy bổng lộc đâu hết. Đây, nghe ghi cái câu này: Mỹ là thiên đường của người này. Nghe ghi câu này, quý vị đọc nè, cho quý vị coi nè. Mỹ là thiên đường của người này và là địa ngục của người kia. Cuộc sống của một gia đình 4 người, 2 trẻ con, 1 người già, được đến Mỹ đất nước tự do như bao người nói là có phúc, phải biết ơn người này, biết ơn kẻ kia. Kết quả là đến Mỹ 2 năm rồi, cả gia đình già trẻ lớn bé sống cảnh không giấy tờ, sống chờ đợi trong vô vọng. Được quyền sống nhưng không được quyền kiếm sống, không trợ cấp cũng chẳng có cái quyền gì ngoài quyền hít không khí để tồn tại. Tóm lại là ở bất cứ đâu, ở bất cứ thể chế nào, thì muốn có cuộc sống của một con người bình thường thì phải đấu tranh. Đó, nghe ghi như vậy đó quý vị. Đã đấu tranh thì phải chấp nhận từ chết đến bị thương. Chuyện bị chửi là ăn cháo đá bát hay vô ơn thì kệ mẹ nó. Chả nhẽ bây giờ ta phải cảm ơn vì được hít không khí để tồn tại chờ chết ư? Không là con người thì phải đấu tranh để được sống đúng giá trị của một con người bình thường. Đó, các anh chị em thấy chưa? Các anh chị em có thấy là nghe đã bộc bạch như thế nào chưa? Chị cảm ơn em Vũ ca ca nhiều nha. Đó. À, nghe nói là phải đấu tranh. Trần Thị Nghe nói là Trần Thị Nghe phải đấu tranh. Nhưng mà khi Trần Thị Nghe qua bên này thì Trần Thị Nghe lại hít thở không khí, chờ đợi giấy tờ, được quyền sống nhưng mà không có được quyền mà đi làm để mà mưu sinh. Đó, tại vì có giấy tờ đâu mà đi làm quý vị, đúng không? Không có giống như ở khi mà ở Việt Nam được những người bên này nói là qua bên này sẽ được trợ cấp, có con nhỏ sẽ được lãnh tiền, sống không cần phải đi làm. Đó, bây giờ là nghe nói là Trần Thị Nghe nói là già trẻ lớn bé đều phải hít thở không khí để mà sống, được quyền sống nhưng không được quyền kiếm sống. Thấy không quý vị? Cái giấy tờ đâu mà kiếm sống? Không, cái kết rất là đắng, cái kết rất là đắng. Và bây giờ á, Trần Thị Nghe nhắn nhủ với lại mọi người á, là đừng có mà ăn cái bánh vẽ giống như là Nghe đã từng ăn. Và qua tới bên này ăn, Nghe lại tiếp tục ăn bánh vẽ 4 năm trời rồi. Năm nay 2012, 3 năm rưỡi. Không, 3 năm rưỡi rồi Trần Thị Nghe với lại Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ăn bánh vẽ hoài. Nó ăn riết rồi nó cũng phải ngán chứ quý vị, đúng không các anh chị em? Nó chờ đợi hoài, cái cổ dài lên mà ngày ngày dài lê thê, xuân đến con lại nhớ tới quê hương, nhưng ngày về ôi xa quá các nhà dân chủ cụi ơi, đúng không? Sống phải làm việc, sống nơi đâu cũng phải làm đó. Nhiên đã từng nói rồi, giá như á quý vị, hai vị này á mà chịu coi livestream của An Nhiên sớm hơn đi,
À, thì chắc là sẽ không có bị ăn cái bánh vẽ khổ sở như vậy. À, An Nhiên chia sẻ từng chi tiết, từng xã hội, từng tiểu tiết của xã hội Mỹ để cho các anh chị em biết, và chúng ta nên tránh xa cái bánh vẽ đó ra để mà chúng ta trở thành một con người hữu ích cho xã hội Việt Nam, chung tay xây dựng nước nhà để mà cho con người Việt Nam mình càng ngày càng trí tuệ, càng ngày càng có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với gia đình, có trách nhiệm với xã hội, và nhất là phải có trách nhiệm với quốc gia, với đất nước, với dân tộc, với tổ quốc. Tại vì sao các anh chị em? Tại vì có đất nước thì chúng ta mới được yên bình, có tổ quốc yên bình thì chúng ta mới an cư lập nghiệp được. Tổ quốc có biến thì chúng ta phải chung tay để mà bảo vệ tổ quốc. Đó mới là một con người, là một người Việt Nam chân chính, là một người biết cội nguồn, chứ không phải giống như những kẻ mà ích kỷ cá nhân này. Những kẻ này chỉ là tư lợi cá nhân thôi quý vị. Họ mang cái mác là đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, nhưng cuối cùng họ tư lợi cá nhân mà thôi. Đúng không các anh chị em?